Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Gỗ Đại Nghiệp. Với riêng một tấm gốc này thì đang được em trưng lên khoảng hơn 1 triệu tiền công đục so với hàng không thông thường. Thì mọi người có thể thấy là mặc dù sản phẩm đang ở phân khúc tầm trung thôi, nhưng mà cái đường nét đục tiểu của nó cực kỳ ổn các bác. Bộ tranh lần này thì đang được cơ sở bên em lên khung với tổng kích thước của bì là cao 1m33, rộng 47 hàng 15 phân và được chế tác trên nền chất liệu là phun đá. Thì với các bác có quan tâm về bộ sản phẩm ngày hôm nay thì hãy cùng cơ sở bên em đi về đường nét chi tiết của sản phẩm nhé. Xin mời. Dạ vâng, xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là toàn cảnh tổng thể của bộ tranh tứ quý mà ngày hôm nay cơ sở bên em muốn giới thiệu. Các bác có thể thấy là bộ sản phẩm lần này mặc dù ở phân khúc tầm trung nhưng mà đường nét đục tỉa của nó rất là ổn nha các bác. Hãy cùng cơ sở bên em đi vào gần hơn và chi tiết hơn thì chúng ta sẽ thấy đường nét của nó nhé. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là cảnh đầu tiên của bộ tranh tứ quý ngày hôm nay chính là cảnh tùng. Dạ vâng, thì các bác nhìn kỹ cho em này. Thứ nhất là về dáng thế của cây tùng đi. Thì thứ nhất là cây tùng này nó có một cái cành gọi là cái thân nhỏ, nó vắt ngang qua cái thân lớn. Nhìn nó rất là sinh động đúng không các bác? Các bác nhìn kỹ cho em các cái đường nét đục tỉa trên phần thân vỏ nhá. Nó cực kỳ sắc nét và đẹp nhá các bác. Các bác nhìn này, đó. Chúng ta sẽ đi về đường nét chi tiết tiếp theo này. Thứ nhất là thứ hai là những cái phần lá tùng. Lá tùng các bác thấy là nó được tỉa với cái đường nét nó rất là sắc nét. Nó rất là đẹp. Các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Những chú chim các bác nhìn này. Chú chim cũng cực kỳ mềm mại nhá các bác. Các bác thấy không? Đây hình ảnh những chú chim hạc này. Đó. Đấy các bác có thể thấy là một cái bộ tranh tứ quý tầm trung thôi, nhưng mà lại được đục tỉa. Nó cực kỳ đẹp và cực kỳ nét nha các bác. Tiếp theo là cảnh cúc thứ hai. Thì các bác có thể hình dung như này này. Riêng tấm cúc này thì như em giới thiệu ở đầu video là em sẽ thêm khoảng hơn 1 triệu tiền công đục vào tấm cúc này. Thì các bác có thể thấy là thứ nhất là cái bông cúc của chúng ta. Các bác có thể hình dung là nó được đục rất là tôi, rất là bay và rất là sắc. Nó sẽ khá là gần giống với những cái bộ tứ quý hàng VIP với các bác. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh của những cái tàu lá chuối này. Đây là những cái chi tiết gọi là thêm vui cho cái cảnh cúc của chúng ta đúng không ạ? Nhưng các bác có thể thấy này, nó cũng được đục cực kỳ sắc nét này các bác. Các bác nhìn thấy không? Đường nét đục tỉa rất là đẹp. Ở bên dưới thì sẽ là hình ảnh của những chú gà nha các bác. Đây, đây là chú gà của bộ cúc kê này, bộ tứ quý này. Các bác nhìn này. Đây là chú gà nha các bác nhìn này, cực kỳ sắc nét này. Với phần này là phần đầu đúng không? Phần mào, phần mắt, phần mỏ rất là đẹp nhá. Đó. Tức các bác có thể hình dung là một bộ tranh tứ quý ở phân khúc tầm trung mà các cái chi tiết của nó có thể nói cực kỳ đẹp. Nên chính vì vậy mà các bác hãy trước tiên là các bác đừng quá so sánh về giá. Các bác trước tiên các bác hãy nhìn cho em là cái đường nét đục tỉa của bộ sản phẩm nó như thế nào nhá. Đó, không phải cùng một mức giá thì nếu mà chúng ta chi tiền công nhiều hơn cũng như là tìm những thợ có tay nghề tốt hơn thì chắc chắn mức giá chúng ta sẽ phải cao hơn một chút. Tuy nhiên là bật mí với các bác là bộ sản phẩm lần này với mức giá cực kỳ hấp dẫn nha các bác. Tiệu nữa khi mà giới thiệu xong hết thì em sẽ báo các bác giá luôn. Đó. Tiếp theo là cái tấm trúc này. Thì các bác có thể hình dung là một cái cây trúc nó khá là đơn giản đúng không các bác? Thứ nhất là các bác nhìn thấy là cây trúc của chúng ta nó sẽ thể hiện đúng cái bản chất của cái cành trúc trong bộ tranh tứ quý. Chính là một cái cây trúc rất là thẳng thắn đúng không ạ? Thẳng thắn thanh tao. Chính là những cái đặc trưng rất là tiêu biểu của cây trúc. Trên cây trúc thì chúng ta sẽ, trên thân cây thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của những cái phần mấu trúc nó rất là đẹp nha các bác. Đây. Đây là những cái mấu nhỏ này, các bác nhìn này, cực kỳ đẹp. Tiếp theo cảnh cuối cùng, cảnh cuối cùng mà em muốn giới thiệu đến các bác chính là cảnh mai. Đây cũng là một cái cảnh mai mà rất là đẹp nha các bác. Trước tiên thì các bác có thể hình dung là như này. Bên dưới thân cây, bên dưới đây là phần dưới đất đá đấy các bác, dưới đất đá này. Một cái bộ rễ rất là sần này, cùng với một cái thân cây rất là già nữa. Thì có một bác có cái hỏi vui là đây là do gỗ tự sùi như này hay là do chúng ta đục. Thì xin thưa với mọi người, những cái chi tiết này hoàn toàn là những đôi bàn tay của các bác thợ đục lên những cái chi tiết mà nó cực kỳ sắc nét như này các bác nhé. Đây là hoàn toàn là mình đục tay đấy các bác. Đây, các bác nhìn này, những cái chi tiết này là hoàn toàn là đục tay thì nó mới tạo cái sản phẩm của chúng ta có cái độ di sần như này như các bác. Nhìn nó rất là đẹp đúng không các bác nhìn này. Đó. Đây. Tức là các bác hình dung là các cái đường nét nó rất là kỹ nhá các bác. Đó, đây. Hoa mai này, các bác nhìn hoa mai này, đẹp như này cơ mà. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, đây là tổng thể của bộ sản phẩm mà ngày hôm nay cơ sở bên em muốn giới thiệu. Bộ sản phẩm này thì em sẽ nhắc lại các bác đầy đủ thông tin của bộ sản phẩm. Thứ nhất là bộ sản phẩm đang có kích thước lên đến 1m33, rộng 47, hàng dày 5 phân và được đục kênh bong cực kỳ sắc nét. Tuy nhiên thì phân khúc
của nó đang là phân khúc tầm trung, với mức giá hiện nay đang rơi vào là 21.500.000 cho một bộ tranh tứ quý này. Thì các bác có thể thấy một cái mức giá nó cực kỳ vừa phải để sở hữu một cái bộ tranh nó sắc nét như này nha các bác. Thì nếu mọi người quan tâm thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3 con 9 3 con 7, hoặc có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em. Xin cảm ơn các bác.